I don't feel good today. I'm sick. I have diarrhea. Diarrhea. I have diarrhea. Okay? Then I have diarrhea. Can you hear me? Yeah, diarrhea nó cứ rĩa này dạng. Dạng bà hai chị dương nhằm ấy khó, nhằm hộp khó. Dạng dương rĩa, để khi nhóm mà lớp nhằm rĩa. Dạng xin mà dạng là I have diarrhea. So I'm sick. I probably ate something wrong last night. Dạng eat something wrong, mình đây thà nhằm ở vầy mùi khó. Thì thà dương nhằm là bỏ, thì đại vị thừa dương chứ đó. Chẳng eat something wrong là sao dân dễ dụng mánh. Chẳng dân đâu bị eat tới chỉ ate. So I probably mình đây thật bà hài. So I probably ate something wrong last night. Mình đây thật bà hài chỉ nhóm nhằm ấy khó hơi dụng mánh. That's why now I have diarrhea. Chẳng bàn chìa lấy nhóm rịa. Okay. So the doctor said I have to drink a lot of water. Chẳng doctor chẳng đất gọt bàn dạy thà nhóm trời nhằm tất cả bàn tràn. Ok. So but I can still go to work. Còn tất nhóm nơi tờ ai trật phương cả bàn đề ở đây đề. Ok. So how about you? How are you doing today? I hope you are doing great and enjoy your Monday.